12 chuyến bay phải đổi hướng, nhiều chuyến khác bị hủy bỏ khi mặt đường cất hạ cánh của sân bay Cát Bi, Hải Phòng bị rạn một số vị trí. Theo lãnh đạo sân bay Cát Bi, 14 giờ 50 phút ngày 28 tháng 5, sau khi chuyến bay VJ283 chở gần 160 khách từ Hải Phòng đi thành phố Hồ Chí Minh cất cánh, lực lượng an ninh cảng hàng không Cát Bi phát hiện một mảng bê tông asphalt tại đường cất hạ cánh bị rạn nứt. Trước nguy cơ uy hiếp an toàn bay, cảng đã đóng cửa đường băng và phối hợp với đơn vị xây dựng kiểm tra toàn bộ bề mặt đường cất hạ cánh. Lãnh đạo cảng cho rằng nguyên nhân nứt bê tông trên đường băng là do nắng nóng cao điểm. Theo Cục Hàng không, trong ngày, cảng Cát Bi đã thực hiện được 12 chuyến bay an toàn, 12 chuyến còn lại, trong đó 10 chuyến khứ hồi thành phố Hồ Chí Minh Hải Phòng và Đà Nẵng Hải Phòng phải chuyển hướng về sân bay Nội Bài. Để hỗ trợ khách hàng, các hãng hàng không đã triển khai chính sách hoàn vé, đổi giờ bay không thu phí, phục vụ ăn uống trong thời gian chờ, chuyên chở giữa Hà Nội và Hải Phòng. Lúc 13 giờ ngày 28 tháng 5, hệ thống quan trắc khí tượng ghi nhận tâm điểm nắng nóng là Nho Quan, Ninh Bình và Hòa Bình với hơn 39 độ C. Hiện các chuyên gia đang kiểm tra sự cố để xác định nguyên nhân có phải đường băng bị nứt là do nắng nóng hay vì nguyên nhân khác.